Duy Mạnh ông con đến cổ vũ Hà Nội Fan Club, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đùa vui cùng Quang Văn Chuẩn. Vì lý do sức khỏe, Duy Mạnh không tham gia thi đấu trận tối ngày 3 tháng 11. Không thể thi đấu trận vòng 3 V-League 2023-24 giữa Hà Nội Fan Club và Công an Hà Nội, hậu vệ Duy Mạnh có mặt trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu. Anh bế theo bé Ú, con trai đầu lòng của anh và Quỳnh Anh. Hai bố con vui đùa trên khán đài. Duy Mạnh lấy áo khoác cho con tránh bị lạnh. Hết trận, Duy Mạnh xuống sân trò chuyện với các đồng đội, còn bé Ú cũng được tiền vệ Hai Long đón xuống sân. Con trai Duy Mạnh được các cầu thủ Hà Nội Fan Club thay nhau bế và trêu đùa. Sau trận, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đến hỏi thăm các đồng đội cũ ở câu lạc bộ Hà Nội. Trên sân là đối thủ, ngoài đời là anh em. Việt Anh đã có trận đấu xuất sắc khiến hàng công của Hà Nội Fan Club bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới Công an Hà Nội. Chung cuộc, Hà Nội Fan Club thất bại 0-2 trước đội bóng mới của Bùi Hoàng Việt Anh. Tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Gong Oh Kyun cũng từ khán đài xuống sân gặp gỡ các cầu thủ sau trận đấu. Ông Gong trò chuyện thân thiết cùng Quang Văn Chuẩn, Hai Long, Tiến Long, những học trò ông từng dẫn dắt ở đội tuyển U23 Việt Nam. Sau quãng nghỉ vì các giải quốc tế trong tháng 11, huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ chính thức dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.